nợ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đại dịch Covid-19 trong những năm gần đây, nợ đã đạt đến mức chưa từng có. Với những cú sốc tiêu cực kéo dài, cùng với đó là các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang cố gắng kiềm chế lạm phát, rủi ro nợ ngày càng trở nên đáng báo động. Phần lớn các nước đang phát triển có thu nhập thấp ngày nay đều đã và đang ở trong tình trạng kiệt quệ vì nợ nần. Trong khi đó, hai nền kinh tế lớn của thế giới là Mỹ và Trung Quốc được dự đoán sẽ chứng kiến nợ công tăng vọt ở mức cao hơn so với trước đại dịch. Ghana và Sri Lanka vỡ nợ nước ngoài vào năm 2022. Zambia vỡ nợ vào một năm trước. Pakistan và Ai Cập thì đang đứng trên bờ vực vỡ nợ. Vào ngày 30 tháng 6, Pakistan đã đạt được một thỏa thuận tài trợ dự kiến trị giá 3 tỷ đô la với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Thỏa thuận này dự kiến sẽ cứu trợ quốc gia này trong thời gian ngắn. Mức nợ công toàn cầu vẫn ở mức cao, đạt mức 92% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào cuối năm 2022, mặc dù đã giảm so với mức kỷ lục trong đại dịch Covid-19. Cuối năm 2020, nợ công chạm 100% GDP. Trước tình trạng vỡ nợ như hiện nay, có một câu hỏi được đặt ra rằng cuộc khủng hoảng nợ có phải là một căn bệnh truyền nhiễm toàn cầu hay không? Liệu các quốc gia có thu nhập thấp có phải là những nước dễ dàng đối mặt với rủi ro so với các nước khác hay không? Cùng tìm hiểu câu trả lời trong chương trình Kinh tế Thế giới hôm nay. Để trả lời cho câu hỏi liệu khủng hoảng nợ có lan rộng đến toàn cầu hay không, các chuyên gia đã đưa ra nhận định chung rằng nợ ngày càng tăng ở các nước nghèo là điều đáng báo động, nhưng không có bằng chứng cho thấy việc này có thể lây lan và trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà kinh tế và chuyên gia quản lý nợ cho rằng các nước giàu hơn cần đưa ra những biện pháp nhanh chóng, tham gia vào các thỏa thuận tái cơ cấu nợ nhằm phục hồi kinh tế nhanh hơn và tránh lặp lại cuộc khủng hoảng nợ vào những năm 1980, khiến hàng chục quốc gia kém phát triển phải bấp bênh trong nhiều năm. Đại dịch Covid-19 đã phá hủy các hoạt động kinh tế trên toàn cầu, dẫn đến sự thiếu hụt doanh thu và các chính phủ phải tăng chi tiêu để bảo vệ nền kinh tế trước những tác động bất lợi của tình trạng suy thoái và cắt giảm nhân công. Hệ quả là nợ công toàn cầu tăng cao nhất trong một năm, từ 84% GDP vào cuối năm 2019 lên 100% vào năm 2020. Các quốc gia nghèo hơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng này và phải phụ thuộc nhiều hơn vào các khoản vay bên ngoài để tồn tại. Bộ trưởng Tài chính Colombia, ông José Antonio Ocampo, chỉ ra rằng chính các nước nghèo mới phải đối mặt với những rủi ro trực tiếp nhất. Ông Campo nói, bị cản trở bởi các điều kiện tài chính, cùng với đó là đồng tiền mất giá mạnh, hàng chục quốc gia đang phát triển, đang bấp mé bên bờ vực khủng hoảng nợ hoặc đã vỡ nợ. Bị cản trở bởi các điều kiện tài chính, cùng với đó là đồng tiền mất giá mạnh, hàng chục quốc gia đang phát triển phải mấp mé bên bờ vực khủng hoảng nợ hoặc đã vỡ nợ. Những nỗ lực cứu trợ của cộng đồng quốc tế vẫn chưa đủ. Khoảng 60% các quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp hiện đang đối mặt với tình trạng rủi ro cao hoặc lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Những nước này đã hoặc sắp bắt đầu quá trình tái cấu trúc nợ, trong khi trước đại dịch là khoảng 40%. Tình hình nợ nần càng trầm trọng hơn do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022 dẫn đến giá hàng hóa và thực phẩm toàn cầu gia tăng. Sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi với tư cách là các chủ nợ lớn đã làm tăng thêm sự phức tạp cho một quy trình vốn đã khó khăn. Bên cạnh việc phối hợp phức tạp, sự không đồng nhất giữa các chủ nợ có thể tạo ra nhiều hiệu ứng tiêu cực hơn, chẳng hạn như đảo ngược dòng vốn đột ngột và khủng hoảng ngân hàng. Giáo sư kinh tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển có trụ sở tại Geneva, ông Ukko Vanisa cho biết. Hiện nay, lạm phát tăng trở lại có nghĩa là các ngân hàng trung ương lớn đã phải tăng lãi suất, khiến chi phí trả nợ trở nên đắt đỏ hơn. Và đây là vấn đề đối với cả các nước thu nhập thấp và trung bình. Tổng cộng, 52 quốc gia đang phát triển đang phải đối mặt với các vấn đề nợ nghiêm trọng và chi phí đi vay cao. Tương tự như các cuộc khủng hoảng trước đây, giá trị của đồng đô la đã tăng lên vào năm 2022 so với hầu hết các loại tiền tệ của các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi khác. Nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các đồng đô la Mỹ tăng lên bởi nó được xem là phương tiện cất giữ tài sản an toàn. Ngược lại, điều này cũng đã khiến các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ nợ, vì hầu hết các khoản vay xuyên biên giới và nợ quốc tế đều được tính bằng đô la Mỹ.
Richard Steve Tyson, một chuyên gia nghiên cứu về đầu tư tư nhân và phát triển tài chính tại Viện Phát triển Hải ngoại ODI, rất nhiều thanh khoản toàn cầu sắp được tái cấp vốn bằng đô la. Và nếu đồng tiền của một nước trở nên xấu đi, như trong trường hợp của Ghana, khi đồng CD sụp đổ, thì khả năng thanh toán nợ của nước đó sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Đồng tiền của Ghana, đồng CD, đã mất hơn 50% giá trị từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2022, khiến gánh nặng nợ của Ghana tăng thêm 6 tỷ đô la. Ghana đã vỡ nợ hầu hết đối với các khoản nợ nước ngoài vào tháng 12. Cuộc đấu tranh vì nợ của Ghana, Sri Lanka, Zambia và hàng chục quốc gia khác đang mấp mé bờ vực vỡ nợ cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cú sốc giá dầu những năm 1970 đã dẫn đến lạm phát cao, đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái trong năm 1981 khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiểm soát giá cả tăng cao. Có tới 16 quốc gia Mỹ Latin, dẫn đầu là Mexico và 11 quốc gia kém phát triển khác đã phải giãn nợ gây ra cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu đầu tiên. Giai đoạn những năm 1980 còn được gọi là thập kỷ mất mát khi nhiều quốc gia kém phát triển đồng ý cắt giảm chi tiêu đối với cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục để đổi lấy việc tái cơ cấu nợ. Hơn 30 nước nghèo rơi vào trường hợp nợ không bền vững, đặc biệt là ở châu Phi cận Sahara, đã khiến IMF và Ngân hàng Thế giới cho ra đời một biện pháp xóa nợ chung vào năm 1996. Sáng kiến này đòi hỏi các quốc gia phải đáp ứng các tiêu chí nhất định và cam kết thay đổi chính sách giảm nghèo để được IMF, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Phát triển Châu Phi đồng ý hỗ trợ các khoản cho vay. Sự bùng nổ của các tỷ lệ nợ không bền vững cho thấy rằng những người đi vay, các hộ gia đình, tập đoàn, ngân hàng ngầm, chính phủ và thậm chí cả các quốc gia đều là những bên mất khả năng thanh toán nhưng được hỗ trợ bởi lãi suất thấp. Trong cả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và cuộc khủng hoảng COVID-19, nhiều công ty vỡ nợ lẽ ra đã phá sản đã được giải cứu bằng các chính sách lãi suất âm hoặc bằng không hoặc các gói cứu trợ tài chính khác. Ông Jeremy Zetamir, giám đốc tổ chức tư vấn tài chính Bruegel có trụ sở tại Brussels, cho biết rằng có những điểm tương đồng và khác biệt giữa tình hình hiện tại và quá khứ. Ông Zetamir cho biết cuộc khủng hoảng nợ hiện nay không có quy mô toàn cầu và kịch bản xấu nhất có thể chỉ giới hạn ở các nước đang phát triển. Ông Zetamir và các chuyên gia khác đã kết luận rằng lỗ hổng nợ ở các nước có thu nhập thấp về cơ bản ít đáng báo động hơn so với những năm 1990. Ông cho biết nền tảng kinh tế của các quốc gia nghèo hiện nay có vẻ mạnh mẽ hơn so với những năm 1980 và 1990. Đối với trường hợp của Sri Lanka và Zambia, ông Zetamir nói việc những nước này vỡ nợ là kết quả của sự quản lý kinh tế trong nước yếu kém, cùng với đó là đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình hình. Nhưng cùng lúc đó, một số chuyên gia cũng cảnh báo rằng những diễn biến về nợ diễn ra trùng khớp với sự quay trở lại của tình trạng lạm phát đình trệ, đó là lạm phát cao cùng với tăng trưởng yếu. Lần cuối cùng các nền kinh tế tiên tiến trải qua tình trạng tương tự như vậy là vào những năm 1970, nhưng ít nhất là vào thời điểm đó, tỷ lệ nợ rất thấp. Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với những khía cạnh tồi tệ nhất của những năm 1970, bên cạnh đó là những khía cạnh tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.